Ok, xuống sau đây phong phong từng học này chụp này mà đoàn tiết đấy nếu video OTP đại teacher nâng nhị dây dòng pi ca sẽ say clear ở bàn trầm trầu hay clear nếu không thì sao lấy cái hai ta sentence muốn nâng chơi thật say clear dương thử score rồi còn dương thử hiện bàn cua xong đáy bàn trở thành khai đáy tứ bàn dương ai cũng biết nâng ở tay chỉ clear chẳng clear thì sao lấy cái hai ta sentence. Nhưng mà từ lời clear cứ cái hai thà sentence hay một lần score khá nhất một lần score sentence đối tích chưa bằng chủ điểm chẳng thà dương hiện bằng mua chủ nguồn đại dương thử score một lần score viết dương thử score biệt na chỉ niêm biệt na chỉ verb biệt na chỉ adjective hình chẳng tức dương score thà nạp biệt viết bằng trớn dương add vô viết vô mập cũng thử cả lại hay từ xe rồi còn như vậy ban thời cả lại chúng tụm rung đa sầm khăn bằng pot đây nè từng ngóc như thời chấm được bây giờ từ xe clear cứ clear vì biết basic form of year chúng tiên mau subject bộ chủ mối đường verb bản thân chỉ ai verb verb khác vì thời ca object verb khác vì thời ca object thì chúng đó chúng bản thân chia thời ca object nhưng đã object ở việc verb class tại verb class vì ở thời ca object thì chẳng thì chưa đặt cho luôn một chọn là mùi là bay dầm có tha chúng cá thời ca ca một bot chúng cá ở thời ca ca một bot thì chẳng dương mà score tùm rung một việc tùm rung đây từ say clear chứ sao ông lễ dương thử tại ao thật đau basic tim mũi nó thật bốn game một pot xuống chừng game một pot nâng lên từ ngóc nghĩa thử tại phát đau từ lửa subject verb nhưng có object ở bản thân thử bạn cho bạn lo tại mà sân chỉ dương off score biện nâng chỉ niêm biện nâng chỉ ấy phong anh nâng cơ bộ bạn đại chứng chỉ tu tới nên từng học niết score này nên p đại hiện chủ mối cũ bọn nên từng học niết quạt đặt nào đặt verb đặt in chân từ ao dương score tha nâng chỉ nào chữ verb ok basic clear nên p đã dễ clear ông để mối dương thử tại bắt đầu ở lỏng màu lại đi bắt đầu ở lỏng màu subject verb object chúng từ bốn lái thì chơi nâng nay ngon mọi score tha ấy tới chỉ sạch chỉ bật thiền đấy bật thiền bật thiền được cầu cái hai thằng sạch chỉ nâng cứ viêm biên pi cạnh đấy là ai vô mà thôi bật thiền ban pi rồi bỏ tí muối cứ chưa bật nào đây là thì chơi ban vậy cả vì video tí muối chứ cứ nào nâng bật nào vô mà thôi chỉ sạch chỉ bật. Ok, lấy nhóm phần bài chân chữ P ở chữ bài chân phần nào sắp chân phần nào nên lấy kịch là I, you, we, they, he, she, it anh nói sao ta chỉ sắp chích dừng vô mà ạ dừng ạ vô bia vô mà thua chỉ sắp chích phần nào ba vô bia vô mà thua chỉ sắp chích phần nào cụ thà nó đưa đá tôi chỉ sắp chỉnh bàn mối tiếp cứ dương á dơ niêm niêm dơ mà đá tôi chưa niêm ấy các bạn này niêm sắt niêm vật thô tiêu tiêu ho tha dog tiêu ho tha teacher tiêu ho tha niêm ấy cái tiết school house chắc là nắng sao ta chỉ niêm mày niêm ấy các bạn là ao ta niêm chắc sắp chết miền là bọc pi vô mà ai vô mà thôi chỉ sắp chết bán là bảy giây clear tim mũi dướng miến sắp chết phần não nấy cái hàng ta sắp chết phần não hay mũi tiếp cứ điểm gió sắp chết nào vô mà thở chỉ sắp chết đấy ok à lớn dương thần ca ấy tiệt dương vô nè mua vô mà phở các bạn này dương trong cái CMP ấy vô bật thiên ông vô mà phở mà thì họ thay trong cái CMP dog
chẳng vô đọt chẳng vô mà thư chỉ sập chệt cái tập ok nhúng vô sập chệt đọt mũi the dog ok nâng sập chệt đọt mũi sập chệt niêm mũi nhưng vô mà nhưng vậy bị chay chay thôi ấy cái giờ sập chay thôi ấy. The dog bite or bit bite. Okay, that's me. Stop. Okay, bit bite nhỉ? Bite. Và nên khi chữ object, chữ verb, come through me. Come. The dog bite me. The dog bite me. Okay, đó là P. Dừng vô màu trắng, dừng mưa. Anh đi, sắp chết. Dừng thời ca niêm, niêm của bạn, pronoun của bạn. Dừng trong vậy bị ấy dừng vô nó vô thực phẩm từ. Ok, được dog, dừng vô niêm. A bite, verb, ní, verb. Ok. Hơi mi ní cứ chịu object. Okay, cái lại nắng kia, come. Khăm ấy chứ mà dương đặt tạc khăm mà mắt như thời ca object đá đó vì dương ở đặt object mì máu như hạt đôi chiều và bạn sẽ đọc thịt khăm sky khăm khăm ấy ok chứ đặt object đi làm bấy tháng hỏi đơn thay kỳ giả sáp nó thư ấy từ lưu ấy mùi chẳng ok ngày nắng thì chưa chọn bắt đầu tập phần nâng tí chúng chọn hỏi nên từ ngõ kia score vì sắp chết cho má mùi bên tay thấy ấp bãi nên từ ngõ kia ai chỉ nên tiền ba mùi hay vừa tạm cho mùi tức chết từ say clear ok chọn vậy bị ấy do à nắng do mà thôi chỉ sắp chết màu chọn vậy bị mà thâu ấy mùi thứ ấy sky cam rồi có tiền lum rồi có nhóm từ sở lại riêng lên chẳng tất nhiên nhưng do là nắng màu nhưng do mặt trời màu cái chân sắp chết a à, chạy trên chữ pí vì ai chỉ sắp chết niêm câu vì ai chỉ sắp chết pronoun nào này chắc là sắp chết ấy tiết dương nâng tư một vẹn tình non dương hiện cho mùi khí niên á dương hiện cho mùi khí niên thôi bà miên bánh hả ấy a chạp xu mà nhộn bạn ok à lấy dương ưu ti ho vô sắp chích phần nào ông vô mà phương chỉ sắp chích nó nên biết đâu khỏi ông nâng dậy ông pi verb à ta verb kia thời ca verb a min verb a class hơi dương phở biệt bệnh đó. À lấy dương bắt đầu từ nữa ta ép sắp chích là một cái sắp chích đúng không ok à lấy dương vô sắp chích phần nào ông vô mà phở sắp chích phần nào a subject pronoun ai okay. Vừa subject pronoun ấy ai nhóm trong thư ấy lấy đặt cái giả sát vào trong thư ấy lên toàn bảo ok nhóm lên toàn bảo ai ở lấy như cái lấy play lên toàn bảo bảo toàn bảo play football full stop rồi trong cái ban mà clear ấy. Ok, sắp chích phần nào ok hai điện sắp chích phần nào cái verb cái verb object miền đó miền ok miền verb class được teacher ban dạy tăng bị đau chất tha verb class bị ập thật cả object cái ưu tiên ho tha ai ờ nè nhưng vô biết she nó she cry chắc là thời ca object bờ she cried loudly anh nó loudly mình chữ object ok chẳng she cried niên dung chẳng niên dung phần nắng ba này vì ở thời ca object vậy nè chẳng nếu bây giờ video khỏi tiếp thì chưa nâng thưa video bị verb chẳng là nó không biết đăng mùi chủng luôn nâng đăng mùi chủng luôn à lỡ cho bắt đầu mà mình sẽ tiết ta sắp chích miên phẩm án phẩm hệ ta sắp chết miên bản phê miên tìm phê tìm mũi
which is subject. Đấy. Subject pronoun thì thằng này subject noun. Ok, rằng không thân là tầng ốc nên riêng màn tình tôi hay chụp cua ba mặt để con ốc ai bởi em con sắp bán ba mặt ai con nâng con mơ vì tổ nâng tới ai hiện tam tình tôi hay cọp tục từ cọp tục nở vậy để bàn hiện chân từ hay bà xin chìm biên ba nhà hai đi cô chụp ngó lấy ai ba mặt ai cọp tục xùm lùa nâng máu hai chạp mà xùi nhóm bàn nhóm nâng trả lời. Ok, chắc bà miên dùng ngó đứa cầm miên dùng nua ấy ai xua mà nhầm bạn xua tới dương hiến mà step mà nó ta bắt đầu lấy step từ tui vậy step tí tí clay clay tí 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 ok, bàn tay dương vô ấy cọp tục hồ thank you homework thưa homework tí chứ ok homework vô hả ní máu dùng mặt vừa chia đồng hành cái tờ thưa hôm bước át chẳng tay clear nhóm do đi cập bán do đi cập bán mà những nhóm thái do ta đi hẹn nó đi nhiều nhóm ai đặt ngọt nghĩa thở sạp chị nón hoặc là subject pronoun. Ok, subject noun pram time clear subject noun này ok này subject pronoun subject pro noun subject pronoun thì clear máu hơi thằng ní từ từ ngọt nghĩa tay từ đỡ con tay phở ấy kia mình. Sao chết nào giúp phần sắp chết nào tại khi ấy các bạn đấy còn đang chơi phần đầu từ sắp chết chứ giống như những phở tiệc không bị nhóm mất các bạn đấy tiệc không bị nhóm mất rồi chứ thay là đi sắp chết nào à bạn tám tại khi sắp chết phần nào do nó như một thở sắp chết phần nào ở bàn pram tiệt chúng ta ốc đọc sao mới tập pram này. Ok goodbye xem nang lo không không tha mong học ca đại dương nơi tiệt vẫn không hiểu này ban mình tên chỗ thờ vĩnh dương rốt mòn ta mới sinh chỉ dương là giữa tam ca thiết chỗ thờ vĩnh và con chỉ giờ ok ok xong xong bye.